Thưa cả nhà, những hình ảnh mà cả nhà đang xem trên kênh của Chàng Trai Miền Tây, đó đã ghi lại từ huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang. Cô Bích đã cầu cứu cộng đồng mạng khi mà người chồng đột nhiên qua đời, mà cô lại đang mang căn bệnh khá hiểm nghèo, không nhà, không đất, không kinh phí chôn cất chồng. Mời cả nhà cùng xem video cùng mình nhé. Kính thưa các bạn đang xem trên kênh Chàng Trai Miền Tây và kênh của anh Vũ Làm Từ Tâm, thì anh Vũ kể cho khán giả nghe anh Vũ. Thì Vũ cũng vừa nhận được cuộc điện thoại của một người bạn, cũng là chia sẻ hoàn cảnh của anh Hùng. Thì nghe nói là ảnh bị làm gì ở trên Sài Gòn á, mà bị đột quỵ, thì ảnh mắc tại Sài Gòn, mà đặc biệt hơn là người vợ bị tai biến luôn, là không có đi được hết đó, rồi di chuyển như vậy đây là từ thiện luôn. Thì khi di chuyển như đây thì cũng như là không, gia đình cũng không có biết là kêu gọi từ đâu hết. Thì một người bạn thấy, người bạn mới điện. Thì cho nên thì anh em cũng mới di chuyển tới đây luôn, thì cũng rất là xa, từ nhà Vũ và Toán thì đến đây cũng rất là xa anh chị. Chú Hùng năm nay là bao nhiêu tuổi anh? Nghe nói thì 50 mấy tuổi gì đó. Và đặc biệt là có một người vợ là cô Bích đang cô Bích cũng khoảng tầm 50 tuổi cả nhà. Anh em mình đi vô từ anh Vũ ơi. Tai biến luôn. Ừ. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi vô. Nghe nói thì cô bây giờ là ở đậu nhà người cháu gì đó. Thì mình sẽ vô trong, mình sẽ tìm hiểu thêm để cho người cháu chia sẻ để cụ thể hơn. Dạ dạ. Dạ thì hai anh em cũng vừa mới tới luôn anh chị. Đường lộ đây còn lộ đất cả nhà. Lộ đất. Đường này thì từ ngoài lộ chạy vô trong đây là một con lộ nhỏ xíu luôn, rất là khó chạy luôn. Đó, rồi vô tới đây là lộ đất. Đó, thì anh em cũng mới tới đây lần đầu tiên là tới đây luôn. Mình vào bên trong để thăm cô Bích và hỏi vụ việc như thế nào cả nhà. Cô Bích là vợ của chú Hùng ạ? Dạ, chú Hùng. Rồi hai chồng lên chảnh màng hay là mình lên chú Hùng màng ạ? Đi lên chảnh hồi trước mới bắt đầu lên nó là không bệnh. Đi làm công ty được 2 năm. Dạ. Rồi đậu phát bệnh nhất, cái uống thuốc nhất không à. Uống duy nhất cái uống vô, rồi qua cơn. Rồi cái giữ cháu nội, cái cũng nhất hoài, uống hoài. Cái tới cái khi cái mùa dịch á, đang ngồi cái đít nữa làm cái bớt. Cái không ngồi được mà không nằm được luôn. Ở đầu điện về dưới này, hỏi mẹ đâu giờ con bệnh gì, con bán đất, con điều trị bệnh. À, mẹ nói thì giờ mày bệnh này cũng còn gì thì thôi mày bán đất đi, mày điều trị bệnh. Bán đất rồi trị bệnh tới ngày nay cũng vừa cạn tiền. Yeah. Vừa cạn tiền thì ổng đi làm cũng có tiền lắm, tháng là 8 triệu. Rồi ăn uống gia đình, giờ hàng con, vợ nó bỏ, nó buồn á. Nó khùng điên, nó không có chịu đi làm. Mà nó nói tôi ở nhà tôi lo cho mẹ, nhà lo cho mẹ. Thì mình cũng nghĩ con mình như vậy. Rồi buồn thôi, giờ gia đình mình cũng cố gắng lên đặng làm. Thì không ngờ giấc trưa hai chồng mới nói chuyện chút xíu cái ổng mệt. Chuyển đi là nằm liệt luôn, là tới chết luôn. Chết. Chú mắc cách đây bao lâu rồi? Chết hồi chiều hôm kia. Giờ đứt hơi hồi lúc 6:35. Bây giờ đang làm mão ngoài kia hả? Dạ đang làm mão. Bây giờ tình trạng của cô bệnh sao thì cô có thể đứng dậy đi được như... Không, đứng dậy đi là có người kè hoặc là lằn dách đi. Bác sĩ chẩn đoán cô chụp hình hay là có làm này kia chưa? Đi chụp hình là xương bị mục. Bị mục xương rồi giờ nó sang biến chứng tiểu đường. Bác sĩ chạy hồi năm rồi, hồi gần Tết là đâu 20 Tết rồi. Đi bệnh viện bác sĩ kêu chồng với con vô nói chuyện riêng là thấy bả vậy chứ ngã ngang chết không biết lúc nào, cái phổi còn có 3 ly à. Cái phổi còn có 3 ly à, cho nên người nhà sợ, ổng mới điện, ổng điện cháu ổng qua, ổng tâm sự, nói bác sĩ chê mẫu ba mày rồi. Mẫu ba mày cái phổi còn có 3 ly à, ổng khóc. Rồi cô bác người ta chỉ uống thuốc nam, mua cái gì, rau ngổ, sắc uống từng cái đi lại khám với bác sĩ thôi, uống cái gì mà thấy phổi nó lành, hay quá vậy. Mới uống rau ngổ. Rồi đầu từ đó là chân nó yếu dần dần là không đi được. Dạ. Yeah. Không mặn gì được hết chứ. Thêm bị tiểu đường nữa hả? Thêm bị tiểu đường. Đường hay lên cao, lên, yeah, lên liên tục. Bệnh của cô là bao lâu rồi hả cô? Bệnh này năm 2012. À, nhất phát nhất là năm 2012. Là mình đi không được là bao nhiêu năm rồi?
đi không được ngay cái mùa dịch lớn đầu tháng 7 2019. Đúng rồi đó, 2019 là cách đây 5 năm cả nhà. Cô xin cô hỏi lại cô là thứ mấy cô? Thứ ba. Cô ba năm bao nhiêu tuổi vậy? Một tuổi giống luôn, 54 tuổi. 54. Dạ, rồi chú là chú tên gì? Phạm Văn Hùng. Chú Hùng. Chú Hùng là bị mắc là giống như là đi bệnh mắt hay là đi làm mà bị té hả cô? Ở nhà đi làm về rồi, sáng đi làm về 8 giờ. Dạ. Về rồi cái thằng em nó mượn ông ba cạo dùng con heo. Qua bển người ta bắt nước chưa xong đó là ổng quẹo ngang, người ta chụp cũng được, chuyển đi bệnh viện là đi luôn. Vậy đó hả? Không nói chuyện được tiếng nào hết. Bác sĩ chẩn đoán chú là bị gì? Bị vỡ mạch máu não. Thường thường có biểu hiện gì hàng ngày, nó chóng mặt hay nè kia? Không, không có bệnh gì hết, ổng mạnh mẽ lắm. Vậy hả? Ổng chết đột ngột gì, ở xóm trọ ai cũng nói ổng mạnh mẽ gì mà sao ổng chết. Dạ. Ai ở đây, người 10 người nói tôi chết trước ổng là hết 10 người. Gì đó hả? Rồi chú ông làm gì mà hàng ngày cô? Ổng đi làm xe gác. Xe gác. Là gia đình ở trọ luôn hả cô? Ở trọ. Cô được mấy người con? Có một thằng con một. Rồi người con ở chung với cô là sao? Nó ở chung, nó cũng bị bệnh, nó hồi đó nó bị điện giật á. Dạ. Vì cứu sống nó cũng khùng khùng mất mát. Rồi con cô có vợ con gì chưa? Có vợ, có đứa con 16 tuổi rồi, nó thấy gia đình gì nó xin việc làm, chưa đủ tuổi không xin được ở đâu. Dạ. Vậy là vợ dâu với con trai và chia tay rồi. Chia tay hơn năm nay rồi. Vậy thôi, giờ là dâu mình là chia tay với con mình luôn. Chia tay luôn. Hơn năm nay gia đình khổ. Rồi lúc trước mình đắt nhiều không mà đắt là 2,5 hectare ta là tính ra 17 công tầm nhỏ, 15 công tầm lớn. Dạ. Rồi bán đi những chị bệnh hả? Bán chị bệnh. Dạ. Rồi cái cũng không cải thiện gì hết luôn. Cứ chị bệnh thì nó vậy đó, nó hoài vậy đó, nó không hết mà nó cũng không bớt không gì hết, nó vậy hoài đó. Bây giờ đang sử dụng thuốc Tây, thuốc Bắc gì, thuốc Nam gì không? Tôi xịt tùm lum thuốc chứ. Thuốc người ta cho nhiều hơn tại không tiền mua á. Ta cho thuốc này thuốc có nghe gì? Trên YouTube mấy anh em YouTuber bán về sản phẩm cao Trung Sơn chưa? Có đặt mà không ai trả lời. Đặt ở đâu mà không ai trả lời? Cái ông gì? Ông gì mà đi từ thiện hoài đó. Trao anh Trung Vlog hay gì? Không biết. Phạm Tấn hay thầy Giáo Đồng? Thầy Đồng gì đó. Chút xíu có thầy đoán đưa thuốc uống được không? Sản phẩm cao Trung Sơn uống được không? Được. Có nghe về kênh YouTube Chàng Trai Miền Tây chưa? Có, mới coi cũng đã cách nay mấy ngày rồi ổng mới mất, có coi rồi có một xíu nữa gửi sản phẩm cao Trung Sơn cho cô uống thử làm sao nha, tại vì cũng có rất nhiều bệnh nhân á bị tiểu đường hoặc bị tai biến á, phục hồi để có thể là cảm thấy sức khỏe nó phục hồi nhiều lắm, để ngồi xíu nữa còn ở nhà nằm võng cái mở YouTube coi cái thấy sao mà uống hay quá mà đặt không ai trả lời. Xíu nữa gửi trực tiếp luôn khỏi ấy. Thưa cả nhà, thì ở đây thì có một bệnh nhân như vậy thì mình cũng thường chia sẻ là thì cũng có kết quả đó, để mình thử cô này sao. Bây giờ cô về đây ở với ai? Về đây ở đậu nhà cháu. Tôi quyết định ở đây luôn hay đi đâu nữa không? Nhà của cháu sao mình ở được, phải đi trở về thành phố. Thì bây giờ trở về thành phố là sống với con trai hả? Sống với con trai. Với thằng cháu nội. Dạ. Như là hồi đó là có đất mà bán hết chị bệnh, không hết bệnh. Dạ. Rồi vợ chồng đi lên nhà trọ ở bên Sài Gòn làm hả cô? Dạ. Không có đất không nhà luôn. Không. Và khi chú mắc là về đây là ở nhà này là của ai? Nhà của cháu ở đậu cháu. Cháu, là, cháu là ở đây nó nuôi một bà ngoại, một bà mẹ. Dạ. Rồi bây giờ thêm cậu với mợ nữa. Giờ lo cho cậu đang làm hàng gương cho cậu. Mà giờ cháu nó cũng thấy nhà cửa gì chứ cũng cạn tiền, không có tiền á. Dạ. Bây giờ cậu mất biết sao rồi cũng bóp bụng đem về. Khi mà người bạn có điện tụi con là cô hay không? Người phụ nhân gì đó. Có. Rồi, cô có kêu phụ nhân kia liên hệ hay là phụ nhân thấy hoàn cảnh khổ quá. Dạ. Rồi phụ nhân điện nói với mấy chú gì đó. Dạ. Giờ có cái hoàn cảnh này khổ rồi nó cho số điện thoại rồi. Dạ. Nó thấy khổ quá. Rồi hiện bây giờ là cô hoàn cảnh cô khổ như thế nào và khó khăn như thế nào và mà muốn nhờ anh em cô đến chia sẻ để nhờ ông bà cô chú giải giúp gì cho mình hết cô? Bây giờ muốn ông bà cô bác mạnh thường quân cho số tiền để làm mã làm mồ cho ổng cho xong rồi xin tiền đi trị bệnh. Có thằng ăn để xin tiền. Xin tiền đi trị bệnh. Cô bác thương cho tiền các cái nhà nhỏ nhỏ. Về các nhà nhỏ ở với ổng cho con nó đi làm mướn chỗ này chỗ kia có tiền mua gạo ăn. Rồi giờ cho hỏi nè, cũng như là bây giờ cô không có đất, không có đất là làm sao mà các nhà con cháu nó cho không cho mượn hay là cho luôn?
chắc nó thấy hoàn cảnh khổ chắc nó cũng cho luôn cái nền nhà ở dưới quê này cũng đâu có nhiêu tiền. Ý cô thôi chứ cháu chưa lên tiếng đi cho mình đúng không? Chưa. Dạ. Chưa hỏi, không dám hỏi luôn. Dạ, rồi cho hỏi như là chú là ông mắc lên bên nay nó mấy ngày cô? Bữa nay nó là ngày thứ hai. Thứ hai. Rồi về đây là làm đám ở đâu? Làm đám ở bên trái bên đó đó. À làm đám này rồi có một ngày một là chôn luôn hết cô? Có ngày một chôn luôn mà ăn đêm không có ngày nào hết. Tại mình đi lâu quá rồi. Đi năm 2000 người đó rồi. Dạ. không có ai hết đó. Thành ra có giàu tốt rồi chung liền vậy đó. Rồi cũng như là về đây bà con đi đồ giúp đồ nhiều không cô? Được 16 triệu. 16 triệu rồi là mai táng là bao nhiêu mà mình lại xin thêm? Giờ giờ chưa có cộng. Dạ, không gì hết, có mình nó đi tới bây giờ không biết, chưa không biết cộng gì chứ. Tại vì hạng dương thì người ta cho rồi. Chị là dạ, kêu qua kêu bằng gì? Kêu qua đây bằng gì? Mợ. Là nhà này là của chị đó hả? Dạ. À là chị cho cậu mình với mợ mình về cho đất chôn luôn. Dạ. Và cho ở đậu đây luôn hả chị? Dạ. Và cho thờ luôn hả? À, dạ. À. Và tới xã tang rồi mợ ba thỉnh đi. Thỉnh đi hả? Dạ. Chứ không phải là kiếm chỗ ở để đây thờ luôn sao? Không, tại vì mợ ba không có nhà ở đây. Dạ. Mợ ba ở trên thành phố. Ở đâu thì dạ. Ở đây thì mình có chia sẻ hoàn cảnh cho cô Bích á, thì biết cô Bích bị là bị ung thư xương hả? Bị mục xương. Bị mục xương cả nhà, và bệnh tiểu đường, và còn bệnh gì nữa không? Không, chỉ có hai bệnh đó. Hai bệnh á. Nhưng mà mười mấy năm nay cả nhà, năm bệnh này năm 2012. Ừ. Tới đây là thẳng 12 năm. Thì chị cũng mất nhiều, nhưng mà mình sẽ gửi cho cô hộp sản phẩm cao trung sơn. Cao trung sơn thì có hai loại nha cả nhà, đây là bột, đây là viên, nhưng mà uống bột sẽ được sẽ tốt hơn cả nhà. Này là cái củ nghệ đen trong này cô thấy không, màu tím là củ nghệ đen và củ nghệ chống độc. Có nhiều bệnh nhân là bị tai biến á, uống nhưng mà ta thể nó khỏe khỏe và ngồi vậy đi được. Hy vọng là cô uống hết cái hộp này, miễn mà có duyên á, phước chủ mai thầy cả nhà. Nhiều người uống phục hồi nhanh, người phục hồi chậm, nhưng mà quá trình trong mấy ngày đầu á nó sẽ làm cho cơ thể mình mệt mỏi khó chịu một chút nha, ê ẩm mấy cái khớp á, mấy cái xương. Nhưng mà đừng có sợ, là mình uống với cái liều lượng là như cách sử dụng trong đây, là sẽ uống nửa muỗng này thôi, trong đây có một muỗng, mình uống nửa muỗng thôi, và qua từng tầm 4-5 ngày mình hết tăng lên một muỗng nha. Và không dùng cho những bệnh nhân nào đây, cái này thuốc này mạnh hơn mà. Đã, cái này mạnh hơn. Không dùng cho những cái bệnh nhân nè, con dặn nè, những bệnh nhân mà đang xạ trị, đang vô quá chất, bị suy gan, suy thận, suy tim lại nặng, mấy vấn đề đó mình không có, phải không? Ừ. Đang mang bầu, đang cho con bú là không dặn rồi. Đây, có cái muỗng này, dùng cái muỗng này với bột này hửi thử lại sao. Ừ, thơm. Cái này là thơm. Thơm. Mà anh hơi đắng nhẹ nha, mình dùng nửa muỗng này thôi, mấy ngày đầu dùng nửa muỗng thôi. Có mật ong không cô? Dạ có mật ong không? Không. Kiếm xíu mật ong pha vô và đổ nước ấm vô, uống cái kết quả nó nhanh hơn. Không, rất không, nhiều không, người không đang phục hồi. Kiếm được không? Mà ở đây thì rất khó kiếm mật ong. Chừng xíu mật ong mình pha là ok rồi. Đâu có càng nhiều đâu. Không mấy thì uống với nước ấm. Ừ. Pha với nước ấm uống, uống được uống nước ấm nha. Ừ. Đó. Cái hộp này là miễn bán là 350.000. Nhưng mà cô nói là cô đã từng đặt bên bên cái trang nào á, nhưng mà không có người giao, không trả lời, không có gì hết á. Nên hôm nay là mình trực tiếp đến đây để mà thăm hoàn cảnh, sau đó là gửi cho cô hộp này uống thử làm sao đó. Đó, và ở đây là hộp viên, khi nào uống kết quả thì alo con ha, để con gửi số điện thoại sao cho. Cao Trung Sơn đang xuất hiện hàng giả nha. Cô coi hàng giả Cao Trung Sơn, chữ nó rất là nhỏ nè, và trên nắp hộp nó sẽ có chữ logo là Cao Trung Sơn. Bên đây không có hàng giả như vậy. Cái sản phẩm mình nó tốt cho bà con mình á, nên xuất hiện hàng giả nhiều, nên nhiều khi mua hàng lưu ý phải có đó mới được, và phải có cái mộc này nữa nè, chỉ số ISO. Ok ok, nên cả nhà lưu ý cái việc này. Ngồi lâu ngồi không được, hãy đến thăm cô này thì mình chia sẻ những hoàn cảnh này xíu nữa, thì cô dẫn qua thăm mộ của chú một chút xíu. Với lại là sữa hạt canxi cả nhà. Cái sữa hạt canxi này, một hộp này là 20 gói, giúp cho mình hỗ trợ về canxi. Cô nghĩ là vấn đề của cô là được. Mỗi ngày là uống một gói thôi nha. Uống với nước ấm, mỗi ngày uống một gói. Và bên Cao Trung Sơn á, bên canxi á, hỗ trợ á, thì
sẽ bán hay hỗ trợ cho bà con mình tặng một cái ly luôn. Con tặng vô một cái ly, cái ly để cao trung sơn thấy không? Ừ. Đó. Cái ly để gót uống pha này uống và nữa này uống luôn. Đó, hộp này miễn mà đặt hàng là 360. Dạ. Nha, hôm nay là tặng cô để có ấy. Dạ. Mua tháng mấy? Mua tháng mấy? Rồi, cả nhà ơi, thấy là biết hàng giả liền, không cần phân tách. Dạ. Không có logo. Có sáng thiệt hàng giả nè. Nắp hộp không có chữ đặc biệt. Ừ. Nhìn là biết hàng giả liền. Rồi chị đặt ở đâu vậy? Cũng ca cái ông gì? Mà chị đặt ở đâu? Trên mạng mà người đó tên gì? Mình đặt mà phải biết người đó tên gì mới được. Không không không, phải nào ông Cao Trung Sơn được. Tôi coi trên điện thoại. Không có đường nào. Không có đường nào. Có đường nào chứ, miễn con khui hộp thuốc rồi con biết liền. Rõ giờ mà thấy nó giả rồi. Hàng này hàng giả nha cô. Cái màu sắc nó khác hơn nhiều. Nè nó giống là hàng giả nhiều nè, cái chữ nó đâu có giống được. Cái chữ nó là chữ lớn như vậy. Hàng này là hàng giả. Mà cô mua, chú mua giá nhiêu tiền? Ở 480 ngàn. Cao Trung Sơn á, hàng thật là phải có logo chữ nổi như vậy chú. Có chữ nổi, bây giờ phải có chữ nổi, bánh căng cươi bự gì nè. Vàng nó có màu xanh. Có bán. Cô chú không có luôn. Có bán à, chú có bán à? Có chứ, con đi bán mà. Hộp như vậy? Hộp 450. Hộp bán đúng giá trên này nè. Rồi. Mua đi thôi, thuốc thiệt thì bán đi, mua đi, cái này thuốc giả uống chi nữa, đừng uống nữa. Cái thuốc giả nè chú cho chú coi nè, nó hàng tinh vi ở đây, hộp thuốc giả con lấy về nữa nè. Vi như vậy đâu nè, vẫn để Cao Trung Sơn. Tôi mới thấy cái này có chữ mà cái đó nè, cái hộp đó, ba mình uống càng uống càng bệnh uống chi trời. Bỏ đi em. Nó vẫn không có mọc xanh luôn nè, nó không có mọc nè. Hàng thật là phải có mọc như vậy nè bây giờ nè. Có cái này là kia bệnh gì chú biết không? Chỉ số ISO. Chỉ số ISO có nghĩa là trong quy trình khép kín á, an toàn vệ sinh thực phẩm được Bộ Y tế cấp phép bây giờ lưu hành trên nước ngoài. Còn này miễn mà đi coi nước ngoài nó kiểm nó quét ngang cái nó không cho đi. Cao Trung Sơn á, chú cô không biết đâu. Người ta tải cái video của anh Trung về cái anh ta đạt. Để nói cho cô nghe vậy. Đây. Nghĩ gì vậy chị Xu đừng uống đó nha. Đây nói là biết liền, còn nhìn là biết thằng giả. Mời mốt điện mua. Cả nhà mình cũng muốn giúp đỡ cho cô Bích được, giúp đỡ cô Bích. Mình hỗ trợ cho cô về Cao Trung Sơn. Vậy nha cả nhà. Mỗi lần là chú kè, bây giờ là kè thăm chú. Ừ, giờ mà không đi đâu về kè. Thấy anh ơi, em nằm trong nhà trọ mệt quá, anh kè em ra ngoài trước ngồi là kè ra. Lấy ghế ra cho ngồi. Rồi hôm qua giờ có ra đây chưa cô á? Đi à, chị đi cũng khúc xỉu mẹ đó, mới đi hồi sáng hồi. Ừ. Sáng thằng trai kè ra được mặc cái chế độ em lặn em Minh ơi, để hồi nó gieo kéo chế độ em lặn xuống luôn. Cha cái đường. Ừ. Này căng này nha, mỏi quá rồi. Mỏi hả? Ừ, mỏi quá đi ha, bước hết được. Con ngồi đi. Trời, căng vậy? Cái đó đi. Con vô lấy ghế gì chưa? Đi cái đó chợ bà đi qua không nổi á. Đi lâu, đi nhiều bước quá là bước không có được đâu. Mỏi rồi, cái nó tê, nó cứng, nó muốn té. Mỏi rồi tê, cứng tùm lum như vậy hả? Bà bệnh lâu. Bác sĩ chê hồi năm nó tính chết mà không chết được, phải chết đi. Cho ổng sống, ổng ở lại với con, ổng mạnh mẽ. Gì ghê vậy? Chứ giờ người bệnh đây, 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 con đè xuống. Người mạnh mà chết bỏ người bệnh. Mỗi lần này là hai người kè mới được luôn hả cô? Ở trển có một người kè mà giờ đi không nổi nữa nè. Là sao hôm qua nay thấy tình hình xấu đi quá. Ừ. Tặng thì cục mà. Quá thì chắc bệnh này nó kỵ đám ma hay gì à? Gì đó hả? Ừ, bệnh này kỵ đám ma mà. Chứ ở trển là lần dắt đi được. À. Đó về đây gì là chắc bó tay rồi không lần nổi. Đây là ngôi mộ nè. Kêu truyền nước biển đi mà không chịu truyền. Sáng bác sĩ vô chích không. Trời ơi, tiếng trời. Có ngàn nào cũng túi đâu truyền. Ờ, thợ là làm bữa nay là tới con này đấy hả cô? Dạ. Dạ. Đi ghế ngồi. Trời ơi, cô ngồi xuống đây. Ngồi đi, ngồi vậy đó, không có gắng gì tránh đâu. Bây giờ bà không thắng. Có nghĩa là 10 năm nay là đi di chuyển là chồng mình làm hết. Làm hết.
chồng làm hết trơn, thứ gì cũng làm hết. Dạ. Từ ly nước, từ chén cơm, cái gì ổng cũng làm hết. Dạ. Không làm được thứ gì hết. Hôm qua còn yếu cháy. Ờ, yếu ông quần luôn. Chèn có gì đó hả? Yếu ông quần luôn. Nghĩa là nó không còn kiểm soát được hả? Không, không kiểm soát được. Là... yếu quần hoài à. Là nghe nói 10 năm nay là cô là đi cho chồng mình kè là 10 năm nay hết cô? 10 năm nay. Dạ. Hồi trước cô chưa bệnh cô làm gì? Hồi trước chưa bệnh làm công ty mai. Dạ, gì đấy ha. Trời bà 80kg rồi, giờ bà còn vậy đó. Dạ. 80kg vậy còn nhắc cỡ 50 vậy. Không, cái mình dẹp dép cân được 4 mấy rồi mới lên được 3kg á. Dạ. Vậy chẳng may đó là chẳng này chắc không biết sao. Dạ. Giờ buồn. Thôi thì cái sanh lão bệnh tử mà ha cô. Thôi là nếu mà đó thì tránh không khỏi, thì cố gắng lên hả cô. Thì dạ biết đâu hôm nay anh em có nói chia sẻ thì cô chú anh chị giúp chúng đúng thuốc thì hết bệnh khỏe lại. Dạ, dạ. cũng giá trời cho mai thầy phước chủ cho thuốc uống khỏe mạnh ở lại với con. Dạ. Thằng con thì nó cũng không được như người ta. Dạ. Nó bị dị điện giật hồi năm nó 19 tuổi, người ta đây cô bác đây người ta cố sống. Giờ nó làm gì mà mệt quá, cái là như máu tim á, hồi đó nó bị đặt máu tim á. Dạ. Rồi nó nghẹt cái mệt nó ngã ngang à. Dạ. Năm nay ảnh nhiêu tuổi rồi? Nó năm nay 36 tuổi hay gì tuổi con gánh á. À, là con có 36 tuổi ha. Dạ. Rồi vợ chia tay là nguyên nhân sao cho cô? Thì, dâu mình á. Dâu rồi thấy hoàn cảnh gia đình chắc nó lo không nổi hay sao rồi nó bỏ nó đi thầm lặng. Gì đó hả? Đi tới giờ không có về thăm có, con luôn có hả? Mới không có về, mới về đó ma cha nó có về gì nó không có bỏ cha nó về. Mà mấy anh em YouTube cũng nghèo lắm, làm gì mà có mà kinh phí nhiều, cũng gửi chút lòng của mình đi quay ha, cũng chia sẻ nhiều cái video cho bà con mình biết, mà gửi cô thuốc uống và gửi cho cô 1 triệu để mà có kinh phí để mà chi trả trong cái này ha. Khỏi phải mà tại tụi con cũng không dư nhiều. Cảm ơn rồi. Để anh chịu nha. Đi. Rồi cố gắng uống sữa canxi với cao trung sơn vô luôn nha. Chịu đi. Dạ, cảm ơn. Ở đây là hoàn cảnh này, ở tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cả nhà. Nhớ số điện thoại của mình không? Có ai giúp đỡ được mình ta điện. Số điện thoại của con trai không à? Không. Rồi rồi. 0937 635 231. Dạ. Cô tên gì? Tên Bích. Dạ. À, chú mất được bao lâu rồi? Mất bữa nay anh nữa chị, là 3 ngày. Chị nó có đi luôn chưa? Tao gọi lên cả nhà. Ở tại đây là An Minh Kiên Giang. Rồi quyết định là ở đây hay là đi đâu? Đi Sài Gòn bằng nữa không? Đi về Sài Gòn làm chứ ở đây đâu có cơ sở gì để làm. Dạ. Đâu có nhà cửa gì đâu, ở đây ai cho ở thì con cháu nó cho ở để làm đám ma cho ổng gì thôi. Rồi bây giờ là bị bệnh gì kể cho khán giả nghe. Bây giờ đang hiện bây giờ là bệnh bị mục xương, với tiểu đường. Nhưng mà năm cái bệnh mùa dịch á, là còn 20 ngày nữa Tết là bác sĩ trả về rồi. Nhờ uống thuốc nam thuốc này thuốc kia, nay ngồi đây chồng đi bỏ rồi. Thôi cố gắng vượt qua giai đoạn này nha. Dạ. Ai cũng vậy. Thôi, bye bye cả nhà. Em hoàn cảnh này của cô Bích á, thì cả nhà có giúp đỡ thì liên hệ số điện thoại của Bích nãy mới đọc trên màn hình như cả nhà. Bye bye cả nhà.